Thế là như bây giờ là của anh là cái này nó gọi là chanh tứ mùa đúng không? Đây, lúc nào có quả, lúc nào đang ra hoa. À, lúc nào cũng ra đúng không? Đấy, anh thấy thế nào ạ? Thế mà mình tự vặt hay là có người ta đến vặt? Nhiều thì gọi người ta, mà ít thì anh bán 20-30 cân thì vặt cho nhà Hồng Dị bên ngoài ấy. À, ôi anh trồng này là cứ 2 4 mét, quay là 4 mét, 16 mét vuông là được 4 cây. À, anh trồng này được lâu chưa? 2 năm hơn một tí. Hơi năm hơn một tí à? Lúc lúc chiết cái cành nó bằng nào? Tất bằng này. À, cũng thế thôi mà trồng hơn 2 năm mà nó lúc chiết là bằng tháng về vừa rồi cành bằng này. À. Đây này chú thấy vẫn đang là à. Ờ, ui em thấy nó mỡ lá nhỉ? Còn mỡ đấy anh còn đang hát. Cái này thì bón phân bón phiếc là có cái như nào, quy trình như nào anh? Quá đơn giản. Như nào? Mình ấy à, mình dẫy ra mình hay là mình thuấn xuống? Phân này anh từ đầu năm đến giờ anh chỗ này anh mất có một bao cái phân ba màu NPK ba màu 12-12 một bao bỏ dừ. Bỏ dừ để nó ra cái đợt kết quả này này. À đây anh em thấy bón cả phải bón cả cái phân gà đấy mà. Gà này là cái chấu là anh mua cái ông ở trên chỗ Đà Điểu ấy. Vâng. Ông thì phép chuồng ông nên ông mua có tính ra có mấy nghìn bao nhỉ. Anh mua về anh đổ ra đây cho nó tốt đất chấu. Ôi đây này anh trồng cả trên đồi kia nữa à? Sắn kìa. À trên bãi sắn tới bỏ sắn là trồng đấy à? Những cái này nó chết anh trồng dặn. Thế là diện tích của anh chính thức bây giờ là anh được sử dụng là bao nhiêu hát? Của anh bây giờ là bao nhiêu hát à? Vừa rồi đo là 2 hát rồi này. 2 hát à? Ôi sao anh nắm đất thế? Trước của anh còn nhiều nhưng mà anh bán. Ôi cái đất này màu lắm nha anh nhá. Không, không phải đất màu đâu. Kìa, anh cuốc bên kia đắp thằng đấy hết 100 triệu, hơn 100 triệu. Ôi giời thế. Đây chỗ này cái ao toàn đá mục. À. Đất xấu nhưng không phải đất tốt. À nghĩa là cái lớp trên là mình cải tạo. Ừ. Đây chú đúng không? Cái loạt này của anh mai nó mới đắt tiền. Em hỏi anh ví dụ như cây này, nếu như theo ước tính anh thì nó thu một vụ nó được khoảng bao nhiêu cân? Cây này á? Vâng. Cây này nếu như một vụ anh cứ thu anh không nói nát đã một năm thu hai vụ chính thì nó rơi vào được khoảng 40 cân, 50 cân. Mà giá đẹp giá là tầm bao nhiêu? 50 cân thì cái giá anh cứ lấy 20.000 một cân là vẫn hết. Bình quân. Là được 1 triệu. Một gốc. Thế mà hiện giờ nhà anh tổng thì đã... anh nói chú cái đợt trước này ra bỏ ấy có cái vườn này này 200 cây này là anh đã được 50 triệu được hơn 2 tấn. 50 triệu à? Cái này sang năm em anh có bán chiết không để cho anh em biết giống? Chiết đang bán vừa bán hết rồi, vừa bán 1.000 cành vừa bán hết xong. Thế bình thường như bây giờ nếu mà trồng thì anh bán cho em bao nhiêu bao tiền cành? Không, chỗ anh em thì anh lấy rẻ hơn. Ờ thì rẻ thì chuyển đi Thái Bình anh không nói thì chú chuyển đi Thái Bình 150 cây mới cả bán. Nay anh bán cao thủ nhất là 80.000 một cây. À. Anh mua về đây ra hơn 900. Không, bây giờ, hơn 90.000 một cây này. Bây giờ anh để cho em khoảng xem nào, của em là như thế là cứ nó rơi khoảng ấy thôi, khoảng 50 cây thôi. Đây này, anh nói chú thế này không lật, đây này đến đây anh lật cho chú xem nhưng không phải là ấy. À. Tất ở dưới nhưng không phải. Ôi nó chạm đất này. Tất ở dưới này nhìn này, nhưng vạch ra thì mới biết. Ừ. Đây. Đấy. Đây. Ôi. Nhưng mà không vạch ra thì làm sao mà chú đúng nhìn thấy. Cứ nhìn nó thưa nhưng mà anh vặt trồng cây này như cái loan này anh vặt ít nhất là 20 cân. Cây này. Thế á? Ờ. Thế như anh ví dụ như quả này là khoảng bao mấy quả là được cân nhỉ? Hơn chục quả được cân. Cây này anh cắt bán phải được 20 cân. À, cây này là 20 cân. Ai chà. Đây này, chú nhìn thế này thôi đây này. Đấy. Chỉ sẽ nó giấu quả. Nó giấu quả dưới lá chật. Nó mi cứ vít hết cành xuống này. Cái này thì có phải phun thuốc gì không anh? Phun rất đơn giản. Phun thuốc gì ạ? Từ Tết đến giờ anh mới phun có một đợt thuốc. Là phun bọt lá hay là phun sâu bọ? Có bệnh thì mình phun, không có bệnh không là phải phun. Đây anh ơi, quả này nó bị lấp này. Hả? Lấp xuống đất này. Cái lấp bỏ, anh ý đợi vợ anh Nga nó còn phun diệt cỏ vào thì mẹ nó còn chết mất bao nhiêu anh. Nhưng mà ý anh vừa bảo phun phòng hay là phun có bệnh thì mới phun. Có bệnh, chớm bệnh phun hoặc là mình phun phòng cũng được. Cái phun phòng là phun cái thuốc gì? Đơn giản không. Nó nhưng mà nó phải chú phải biết là nó bệnh gì thì mình mới phun nó. Bệnh lấm, bệnh dẹt hay là nấm bệnh nấm thì phun thuốc nấm. Bệnh bón là bệnh nó ghẻ chanh đấy. Ghẻ chanh thì đây này, như cái này là anh cây cái này là gọi nó, là chú gọi là ghẻ chanh này. Nó bị sùi chanh, sùi vỏ đấy, xám đây. Dám. Dám đây. Nhưng mà mình cái này anh từ Tết đến giờ anh không phun được nó mới dám thế này này.
Vâng. Chứ còn năm ngoái bây giờ ấy có bao giờ có quả nào dám như thế này đâu. À rồi rồi. Như này thì vẫn ăn được, vẫn dùng được. Thì vẫn quả. Dùng nhưng mà quả này, này vẫn bình thường. Nhưng cái quả này thì chú bảo là mình không phun được thì anh vặt bỏ bây giờ bán chanh ấy. Ừ. Nó bị nào, bị như này, bị nào? Cái này là nó phun rất đơn giản, chỉ có cái loại loại gì ạ? Đấy, tự nhiên lại quên, có hai loại. Ba loại. Một loại là Anvin. Anvin à? Seco. Seco. Ừ. Mấy còn một loại nữa. Đây này chú vừa là cái đợt này của anh so với đợt mưa này. Nó lại ra hoa tiếp đúng không? Đây này nó hoa hết này. Ôi. Đây này. Ờ bắt đầu ra đây hoa này. Tiếp. Anh không dám phun chẳng nó phọt à, không dám nó hỏng bỏ mất. Phân. Hỏng nữa. Không. Không dám bỏ phân chẳng nó tốt, nó rực, nó phọt độc nước. Độc nước thì nó lại không có quả. À. Có nghĩa là nó phải phải đấy là kinh nghiệm đấy. Nhưng cái này là đúng ra là anh để nhưng không để là anh cắt lúc nó bánh tẻ là anh cắt à nó có nọc ấy là anh cắt hết rồi nhưng mà bây giờ nó sẽ quả nó sẽ ra hết ở đầu này. Chanh này đa số nó ra đây. Đấy. Đúng tư mùa luôn à anh. Lúc nào cũng có quả. Thế này chủ nhìn nó bao nhiêu thế hệ quả, bao nhiêu thế hệ hoa. Đây này. Riêng cái loại này là một thế hệ nhá. Nhưng mà đây này cái loại này là thế hệ 2 nhá. Đúng. Cái loại đang ra là thế hệ 3 nhá, cái loại kia nhá. Cái loại này thì mùa đông nó vẫn có quanh năm. Thế nhưng mà cái đối tượng người ta mua là người ta nhập cho nhà hàng à? Ôi rồi ôi anh nói chú không có mà bán. Nói thật sự mua này thì nó cộng với chanh mùa nó rẻ hơn. Như cái lúc mà chanh chú mua 40-45 nghìn đấy là anh bán buôn 35-40 nghìn một cân. À. Mà anh nói xin lỗi chú sướng cây này nhá, anh vặt nếu như mà từ lúc chú ra đây mà anh cắt thì phải được 15 cân rồi. À. Từ lúc đi từ kia ra đây anh cắt là phải gần triệu, gần triệu tiền chanh thì nơi mười năm cân, 15 cân cũng có 300-400 nghìn rồi. Thế nhưng mà em nói thật, nếu anh có cái vườn chanh này phải nói là đẹp đấy này, trồng nó cực đây, đẹp luôn này, anh mới trồng này đang ra ngoài này. Ý tưởng và nó tuyệt vời đấy, mà cái loại này nó có mấy bao giờ nó mất mùa đâu mà. Trời ơi anh nói chú, nếu anh không đi làm nhà nước đây có một mình vợ anh này. Cái loại này anh nói chú nhé, 10 quả 11 quả một cân. Đúng, đấy. Nha. Mà đã vào bán hết rồi. Ừ. Đang cắt bán hết. Đa phần là người ta đến người ta cắt à? Thích thì mình bán nhiều thì gọi người ta, mà bán ít thì mình đây. À đây còn vườn trên thì nữa đây. Vườn này là anh trồng sau này. Trồng ôi chết rồi, báo đổ cây khoan kia một cây xanh. Nó bị tước cành. Đây. Đây bắt đầu ra bói này. Ra bói không phải là bói này. Ui, vừa rồi anh múc cả cái đồi này anh san xuống dưới đấy à? Đây múc mất 100 triệu san xuống đây này. À, đấy đợi bỏ ra 100 triệu nó phải khác. Anh mua hết. Thế tới đây là anh lại trồng luôn cả trên nương sắn kia nữa à? Sắn trồng rồi. À, trồng rồi à? Sao để tùm đến làm sao nó lên được? À không, mình trồng gọi là mình giữ cây ít nước phá quả sắn cái nào. Nó lên ngay đúng không? Hết mùa rồi nó lên ngay. Thế chỗ này sao anh không để lên đất màu đi? Không. Anh cải tạo đất màu đi. Không phải cải tạo à. Thế nhưng mà cái chanh này nó hợp đất này à anh? Đất này đây. Nó gọi là đất gì? Đất này đất xít 4 này, chú ở xấu như thế này. Nó vẫn lên được đúng không? Đây này. Đây này, nó bị dám này anh. Không, đây nó Nga nó phun thuốc diệt cỏ. À. Hỏi nó đéo nghe, nó cứ phun quá gần. Phun gần quá thì nó bị ấy. Đây này, chú ở những cái cây này ra bỏ anh chỉ hơn năm nữa của anh. Đây cây này chưa đầy 1 năm. Em bây giờ em làm gì thấy cây nào chết đâu? Đấy, chiết anh vừa chiết đang cắt hết rồi đấy. Bây giờ còn không? Bây giờ trồng được không nhỉ? Mua trồng đi nhỉ? Trồng cái này trồng quanh năm. Thế thì để em khoảng mấy chục cành. Chú về đây là đợt vườn này là anh vào. Để em khoảng 50 cành thôi. Không. Về trồng ở vườn thôi. Anh nói là nó mưa là anh nhiều người ta đặt rồi nhưng anh chưa chiết được. Ừ. Anh đợt vừa rồi anh chiết 900 cành. Rồi. Thì bán hết còn những cái cành nó hỏng đây này. Ừ. Đây này, anh nói dấu với chú anh chiết bằng những cái cành anh đi mua. Ờ. Thế thì cành này mà anh trồng có 2 năm 1 tháng mà nó đã bằng thế này thì chú bảo nó phát triển như thế nào? À ừ nhỉ. Ừ. Nhanh nhỉ. Nhưng mà sướng, anh nói chú phải tưởng tượng anh đi lên vườn nhà người ta mà đây này, những cái cây này nó sai quá này. Rồi, vặt bớt. Đây này, còn chưa kịp vặt mà nó gục thế này mà trống như thế này. Ừ. Người ta cắt thế hệ. Đúng. Ôi trời ơi. Mà đã thích cắt chưa? Bao nhiêu. Ùm tùm. Đây này, chú thấy đây những chịt. Cái cây như thế này chú vén lên mới sướng này. Ngay những cái cành này nói không bao giờ nói ấy. Nó giấu tất quả ở dưới. Đúng.
Thế anh chấp bưởi, anh có trồng cây bưởi nào đâu mà. Chứ là theo anh thì chanh hiệu quả hơn bưởi à? Nó còn hiệu quả gấp nhiều lần. Thế à? 200 cây này mà anh thu nọt bói đầu tiên từ lúc nó ra 1-2 hoa quả cho đến hôm Tết vừa rồi. Dạ. Là được 50 triệu. Rồi. 50 triệu là được hơn 2 tấn. À. Hơn 2 tấn anh cứ bình quân đấy gọi nôm na là như thế. À. Hai thì hơn 2 tấn tí là bán 20, thấp nhất là 18, 19. Còn 20, 25 anh cứ tính bình quân 20. Ừ. Thế là được 50 triệu. Mà cái vườn này anh đi mua một phát hết, về đến đây thành thân ngót 100 triệu. Ừ. Đây này 90.000, 92.000 một cành, cành nào to như thế này này. Vâng. Về đây mua nông nào, về đến đây cả tiền xe, tiền ăn là về hết, coi như là... Nên ấy đấy, về đến đây là ra 90.000, hơn 90.000. Mua tận đầu. Mua xá, đi mấy ngày. Đây này, chú nhìn đây, không, anh không nói sai, chú bảo có tứ thời hay không nhá. Ừ. Bây giờ là hết mẹ tranh mùa rồi nhá. Ừ. Đây này, đang ra hoa nhá, nghe cây này mới thế hệ quả. Đúng. Thế hệ này nhá, là một thế hệ này. Thế hệ nhưng này. Mà ăn nó có như tranh ta mình không? Đây, chú tí, chú vặt mấy quả về ăn xem. À, đấy à. Người ta bảo chanh này tốt lắm nhá, nó được nhiều 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 cái tác dụng lắm. Vâng, anh xem có ấy cho em xin mấy quả về. Chanh thì có đây này, như mấy quả này là mọng nước. Ôi sao anh trồng đẹp thế nhỉ, nó thẳng tưng 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 mà nó xa lá nó xanh mà nó đều thế nhỉ. Chanh của anh ơi, chú chanh này anh mang đi chợ mẹ. Cướp nhau. Dạ, phải rồi. Đây này, cây này nó bị lám này anh. Không, cây ấy nó, anh kệ nó mà. Nhưng mà đây nó bị được bệnh này, bệnh gì? Cái bệnh ấy đơn giản. Bệnh này ấy là... thì có mỗi mình không phun được thuốc. À, không phun nó bị à? Ừ. Nó xấu mã nhỉ, nó bị nhưng nhiều. Mà như cái thì mai bán chanh ấy hoặc bỏ. Ấy, quay chụp chỗ này nhìn. Không, đây nó ấy mà đây, để... chanh thì nó những cái cây cho chú xem những cái cây gì ngày nào anh cũng lấy này. À những cái cây mà vặt đây này không đây, anh cứ yên tâm đi em sai quá nhá. Em có cái kênh quảng cáo trên truyền hình rất là tốt, nếu mà anh chiết nhiều thì em sẽ chiết thì nếu mà chiết được nhiều thì em sẽ giới thiệu nhiều người riêng mua. Là vườn này anh chiết kể cả là vạn cảnh anh chiết được. Thế nhưng mà mình phải nó phải đảm bảo cho mình chứ, mình cứ chiết đè ra mình chiết đâu. Không phải. Anh nói chú nhá. Đây hôm nay anh nói chú nếu chú có kênh tiếp thị. Em làm được. Chú tiếp thị xuống đây anh nổ luôn tiếng Việt nhá. Rồi, nổ anh luôn. Anh trích ấy cho chú. Được, thì đương nhiên cái việc ấy, anh em bao nhiêu càng đầy người người ta còn không biết chỗ nào mà người ta trồng lấy giống ấy. Anh phải chiết để cho nó thưa dưới này ra để mình chăm sóc, rồi, để rồi, mình rồi. Xử lý sâu đục thân. Rồi cái này em sẽ có gì tí nữa em sẽ lấy đi cái thông tin và em sẽ làm tốt cái khâu là quảng bá cho anh. Xem... anh không phải no. Để như cái canh này phải lật lên thì quá nó tất ở dưới. Anh bây giờ anh em phải kiếm cho em một cái canh nào đây nó này. Đây, chú nhìn xoay ở dưới, nó tất ở dưới. Ờ, đúng. Bởi vì nó nặng, nó đầy những cái cành này, nó nặng tất ở dưới kìa. Cây này đẹp. Ôi giời, em đúng là từ bé giờ mà nhìn thấy cái vườn chanh nào mà nó lại... Hôm bọn em gặp một cái bác khách hàng của em cũng là có cái vườn ở cái vườn biểu diễn, cũng có một vài cây chanh nhưng mà thua của anh. Ôi, là sao? Đây nhá, anh mà không đi làm, đây là anh đi làm nhà nước mà còn thế này mà anh mà ở nhà... Thì anh làm nhà nước thì anh mới chơi làm vườn thế này, nó mới là dịu dịt, nó mới từ từ. Này. Ôi chú đồ. Vì ấy nếu mà chụp hình thì nó phải thế này. Những cái canh này nó này, nó đấy. Tất ở dưới này. Đấy. Đâu anh lấy vào đi xem nào. Đấy, đúng rồi. Đấy, chỉ cần đơn giản của vài quả. Anh chụp đi em lấy cả hình người vào đây. Xem nào. Đấy, đấy, ui đẹp rồi, bước này đẹp rồi. Đấy. Nó còn quá ấy luôn. Thôi ok. Đây này, những cái đây chú có cành nào cao cao nữa anh đỡ tay cành nào cao nữa. Cành cao thì đây. Đây, chỗ này cành này. Đây. Cũng như phải nói là cực xài đấy. Em thấy ví dụ như cây này anh bảo khoảng bao nhiêu quả nếu mà để nói cây này. Chỗ này chỗ này mà cắt hết những cái quả mà anh cắt được thì nó rơi vào 25-30 cân. Đấy. Đấy, anh đứng sát vào cành thì